cái lộ nhà hôm nay mình làm món đùi gà tập món đùi chiên ấy, ăn với cơm. Đây là đùi gà các bạn. Có anh nhìn thấy em bay bên một bên mình rất xinh, một người em rất xinh, một người em rất đẹp như mình. Hello cả nhà yêu, đây là món cơm gà mình tự làm nhé, có canh này, cơm gà và trứng nhé, đây là mình tự làm nhé, cá nước mắm này, cà pháo Việt Nam này, đấy, trứng lộn đào, cơm gà, mở nhà ngoan nhé, nhớ đăng ký kênh cho mình nhé, thank you. Chào cả nhà nhé.